em Long Lúa chào cô chú anh chị các bạn ha. Bữa nay thì Long Lúa đi ngang đồng á, thì kẹt xe đi ba chùa, thì kẹt xe thấy nhà kẹt xe quá trời luôn rồi cô chú anh chị. Cô chú anh chị, đây là cải gỗ, ôi ớt không hơi nha anh chị. Dạ ớt mơ nha, đây là cái gỗ, đây là ớt luôn, ớt độc mơ nha, ớt mơ gì xây sinh tố ha, chín được
Cô ở nhà sư sinh tố ăn. Có 102, chứ có lăn lúa thôi mà quan trọng ăn không được. Đây là me. Me là củ xe. À, cái đó cũng cái. Được rồi. 5 ngàn. Ủa mình qua lộ mà. Đây là hành tím Vũng Châu. Đây là cô trước vậy. Một bông 10k. Bông cải. Cải gỗ. Một bông 15 ngàn. Ôi cái gỗ. Bông cải à, tươi ngon luôn cái trước chị. Đây cái 100 luôn, 130 cái. Đây là me. 3 cái 100 luôn. Nghe Thái. Cái 4 cũng không có mè nào uống rồi đợi nó. 3 cái 100. 100 ngàn 3 cái. Đây là quá trời đông luôn. Xe bắt gặp luôn. Đây là bông cải 15 ngàn một ký. Ối là chè. Cái này củ sen hả chứ? À, cái này bán sao ha? Này củ sen mình là làm gì ăn hết? Này hầm gà hay đó. Ờ. Đây là chị bán củ sen nè cô chú anh chị. Củ sen. Đây mình làm gà heo nấu nước uống luôn ha. Ờ, rồi chú chị bán đắt nha. Em đi bay vòng vòng cho có bác tham quan. Đây là xe là tấp nập luôn. Bên kia đó kìa. Đó. Quá khá đông luôn rồi cô chú chị. Wow, bông cải. Ờ, bông cải đẹp quá. Nguyên gỡ bông cải đẹp quá. Ồ, nhìn xem bông cải tươi tốt luôn. Bán đủ thứ hết luôn. Mời cả nhà cũng đi theo chân con lúa vào máy sập khô nha. Đây là các loại khô nè. Quay sập khô các sạch này. Thật là ông là cái 140 nè. Sập ký này là bên kia là khô là củ cải muối. Rồi đây là củ cải muối với hành tím, tỏi nữa nè, tỏi cô đơn, tỏi gì cũng có hết rồi chứ vậy. Đây đó là dưa bồng bồng đó cả. Đây là bánh hồng tôm. Đây là chả. Wow, chả ngon luôn các chị. Đây là quầy khô nè, khô đủ loại chưa. Mấy viên cái bó canh 20 ngàn đi em. Khô đủ loại khô nè, khô sủ nè, cá thu nè, khô cá sạc nè, cá sạc nè, cá sạc này cá sạc. Ôi đây là nhà xe nữa. Thấy gỡ dưa bồng bồng nữa kìa. Đây là bánh xe. Thui như vậy. Ôi, cái này dễ thương quá đi. Cái thúng. Không có khô nào mà mình đang cần ăn hết vậy. Đây, khô cá sạc nè. Đây, khô cá sạc nè. Khô cá sạc, ôi xe lớn nè. Đang tấp nập luôn.
Rồi bán đủ loại thôi à, trăm rưỡi anh chị. Các loại mình nấu nước sâm muống nè. Lần đầu tiên con lúa vô được đoạn này nè. Trước giờ không có vô được đoạn này. Bán đủ thứ luôn nè cô chú chị. Đây hàm tím Minh Châu.
Anh bảy lần lớn vừa có bây giờ anh đây là 12, bên đây là 15. Cái nào 12? Bên đó. Thấy không anh? Nãy em mới hỏi. Cái này là 12 hả? Sao mày không có 10 nhà vậy? Em gái bắt này đi. Cả em mình mua 15 ngàn đi nó đẹp hơn. Mua 15 ngàn đi nó đẹp hơn. À 15 ngàn. Cô bán mua ớt quá trời luôn. À, cô bán mua ớt quá trời luôn. À, cô bán mua ớt quá trời luôn. Ớt nhỏ gọn dễ xách nè, ký 20 ngàn. Cô bán mua ớt quá chừng luôn. Nhưng nó nhỏ lộn vậy khách nè. Rồi bên kia là bán cũng quá chừng rồi luôn kìa cô chú chị. Mình ba sập bên đây coi xe. Vậy á, giờ xe nè. Campuchia cũng có đây luôn là cô chú chị ơi. Nó tỉnh luôn á. Campuchia là Campuchia cái gì đó mà. Đang lối vào bên đây. À, thì nguyên cái sạch bông cải. Bên đây thì 10.000 ký. Đó, ớt nè. Bán đủ loại luôn. Quá xá đông luôn. Kìa, tấp nập luôn cái trước đi. Mà giờ này nắng quá nắng luôn. Bên đây thì nhà xe Honda. Ở phía dưới thì nhà xe bốn bánh. Nhiều loại khô quá, không biết đường mua khô nào ăn á. Khô này mình làm mắm me nè. Mình chấm mắm me. Đây, xe báo kiếm 15 ngàn. À, bồng bồng ngon quá luôn. Dưa bồng bồng luôn cái trước vậy. Giờ mình vô xe bóng về nhà mình hầm với xương đi. Đây có vài bánh tráng nè, bánh mía nè, cháo, củ cải muối ngọt mặn quá hết luôn. Rồi cho em xin cái bọc đi. Đây, bịch này thì 25 ngàn. Cái này là ký 15 ngàn. Trả tiền cây 10 ngàn. Ôi, bánh bía có đủ loại luôn cô chú anh chị ơi. Mời cô bác đến tham quan nha. Ai lăn lúa mà được à? Dạ 15 ngàn. Ký 15 ngàn. Ôi xe nè. Bên đây có bài bán khô nữa. Ở đây có bánh khô, bánh tét đủ nha. Cái giá là còn thì mình chen ra. Ơi, đây là quầy khô, quầy giả. Bây giờ thì 20 ngàn một cây tính tới. Không có chẳng lên 100 ngàn 6 cây. Không có chả quế. Cây mà chả thì cây. Chả thì cây 20 ngàn. Đúng rồi chứ đẹp. Nhìn chả ngon quá nè. Rồi mình đi ra đi mua. Quá đông rồi. Sạp khô là thu các sạp đủ loại cho mà 140, 170, 150 gì 190 thì đủ loại cho người cô chú đi đủ loại giá cho nha. À tha hồ mà cô chú mua ha. Đây là muối tây ninh, đây là rau cần. Đây. Đây là bông cải. Một bông 10 ngàn.
một ôm 10 ngàn, cái nhà bên kia thì chứ. Hồi nãy thì ở trong kia bán 1 ký bên nhà, thì bán một con 10 ngàn, đủ các loại giá cho nha. Đây là củ sen. Củ sen thì ký 20 ngàn hả? Rồi củ sen thì ký 20. Bớt không? Ký 15 ngàn thôi. 3 ký 50. Thôi, ký 15 ngàn đi. Hả? Ký thôi. Không biết làm gì ăn nữa, mơ đại gì đó. Đây là củ sen chị bán. Đây nè, lấy cái bọc. Bà dễ dễ bào giùm em đi. Lấy cái dễ bào đi. Củ nào nó ngon á? À, ký thôi nha. Rồi lăn lúa một củ sen. Đây là củ sen ký 15 ngàn. Đây là bài, đây là bài bán bông cải. Bông cải nhiều lắm. Me đây me. Me ngon quá. Me. Nói thiệt bán à cô ơi. Me này me gì vậy anh? Thái em. À. Me Thái ký 70 ngàn hả? Ừ, ký 70. Ờ, đây me Thái ký 70 ngàn nha coi chú chị. Rồi, đây là ô có bán ớt nữa ha. Rồi. Mình vô thôi. Mình vô trong này. Cảm ơn anh nha. 15k. Đi mình vô. Vô bên này. Rồi cái đam men của lăng lúa thì đang ngồi ngồi đợi trời nắng ngồi hả họng luôn. Bán quá ngon luôn. Bán đủ loại chân luôn. Ớt. Cái gỗ là ớt nè. Ớt mà. Nhiều bông cải đây là đặc sản một cải à, đại tâm ở đây á à, thì bán đặc sản là bông cải luôn. Đây bông cải quá trời bông cải luôn. 15 ngàn bông, bên đây 10 ngàn. Cái này bán bông hả, không có bán ký hả? À, bên đây thì mình bán bông nè. Bông này bông 15 ngàn. Bông này bông 10 ngàn. Ngon quá cô chú anh chị. Ớt cũng ngon nữa. Ớt ngon nó mặn không à. Sao thì bớt được. Đây là sen khô nè. Sen khô. Cô ơi, thường con sen khô ta làm gì cô? Nấu nước uống hay sao? À dạ. Dạ con mới mua sen tươi nè mà. À dạ, cô cảm ơn cô nha. Cô nói để nấu nước uống cũng là tốt đó nè. Bông này bông 10 ngàn. À, một bông 10 ngàn. Rồi nhiều chỗ bán ký, nhiều chỗ bán bông. Đủ loại giá chưa? Rồi, mình cùng bà bên trong chùa nha. Nhanh chóng tẩu thoát. Để phòng ngừa tội phạm cướp giật và móc túi, bà con đi tham quan tại các cơ sở thờ tự chú ý bảo quản tài sản của mình, có sự cảnh giác cao khi đi vào những đoạn đường vắng. Rồi bên đây là chùa Trắng Kiểu. Hả? Rồi mình quay đoạn chùa Trắng Kiểu gì vậy bà? Giờ này nắng, nắng quá nắng rồi. Xe đó bà. Cái này là cái cột cờ. Có ra trồng sen đó cô chú anh chị. Cô bác luôn. Đây. À, công viên chùa rất là rộng luôn cô chú anh chị. Rộng rãi thoáng mát luôn.